chúng ta dùng chức năng File Open. Đây là cách đầu tiên. Chúng ta sẽ chọn hai cái kênh hoặc là ba cái kênh này để mở. Sau khi mở xong chúng ta sẽ kéo đối tượng ra ngoài corner này. Chúng ta chọn vào một vùng này, giữ shift, bỏ chuột trái ra trước, bỏ shift ra sau. Tiếp theo chúng ta cũng vào công cụ di chuyển này, kéo đối tượng này ra. Chúng ta giữ shift, bỏ chuột trái ra trước, bỏ chuột phải ra sau. Không, quên, bỏ shift ra sau. Đó, sau đó chúng ta dùng cái con chuột đấy, đi chuột trái tắt hai cái mắt này đi. Đây chúng ta sẽ có đối tượng như thế này. Ở đây chúng ta muốn kênh ID nó hay ở chỗ là chúng ta muốn chọn cái tường này. Nếu chúng ta chọn bằng công cụ ở đây mà dùng chuột kích như này thì có thể là mãi nó mới được mà nó không chính xác. Đó. Nhưng mà chúng ta có kênh ID, chúng ta chọn cái tường này thì một đốt nhạc thôi, kích vào đây này, được chưa? Được hết ở đây này, bên dưới này thực ra chưa được đâu. Rồi đã, xong rồi đã. Vậy là mình đã chọn xong rồi cái tường. Đường này này. Đó. Mình sẽ bật cái kênh ID này đi. Để mình chọn cái vùng cái sàn này, mình muốn đổi cái màu sàn này, mình muốn cái màu sàn này nó sáng hơn một chút xíu nữa. Hiện tại là cái tường với cả sàn này nó đang bằng màu nhau quá, mình muốn nó sáng hơn một chút xíu nữa, mình muốn thay đổi nó. Bật kênh ID này lên này và chúng ta sẽ đổi cái màu sàn này bằng chức năng Select Magic Contour này. Chúng ta đứng ở kênh liner số 1 này, chúng ta kích. Ở đây chúng ta kích cái màu xanh này phải kích thêm nhiều lần. Có cách nào để kích một lần để nó được hết hay không? Có. Nha. Chúng ta cần chọn D bỏ chọn. Thì đây chúng có chức năng là cần Continuous này. Chúng ta bật tắt cái này nó sẽ có hiệu quả khác nhau. Nếu chúng ta kích một phát này thì tất cả các đối tượng đồng màu với nhau thì tự động nó chọn. Tắt đi này, chúng ta phải kích nhiều lần. Phần bên trên này mình muốn chọn cái vùng màu xanh này này thì phải kích rất là nhiều lần thì mới ra được cái vùng màu xanh này. Cách này là thì quá đơn giản rồi, nó là thủ công. Bạn muốn kích hết cái phần màu xanh này chỉ cần kích vào đây một cái này thì lập tức các cái màu ở trong bài này có cái nào màu xanh thì tự động nó sẽ lấy hết. Thì chọn cái sàn này. Sau đó chúng ta sẽ tắt cái mắt này đi và chúng ta chọn vào laser số 0 này. Mình sẽ cần chọn Z để tạo một laser mới. Mình phải làm như luôn luôn mình dùng một chức năng cần chọn Z để copy cái laser gốc. Mục đích để là gì? Chẳng may chúng ta chỉnh cái bức hình này sai hoặc là khách hàng có đổi ý quay lại phần ảnh cũ thì chúng ta vẫn còn cái file để chỉnh. Đây, ở trong trường hợp này mình muốn chọn tất cả các đối tượng màu tím. Giả dụ chúng ta muốn chọn mình muốn chọn tất cả đối tượng màu tím, nhưng mà đây mình muốn chọn tất cả cái nan can này, nhưng mà chỉ là cái nan can này, không phải là nan can này. Nếu chúng ta dùng công cụ, dùng chức năng là bật cái này lên đấy, chọn như này này, mình sẽ chọn cái vùng màu tím bên trong này nhá. Mình tắt chức năng này đi đúng không? Nếu mình kích chuột vào đây thì mình chọn được vùng màu tím, nhưng mà tất cả bài nó có màu tím là nó chọn hết đúng không ạ? Thì chúng ta dùng cái phương pháp thứ hai, cần chọn D để bỏ chọn này. Mình sẽ, nếu mà muốn chọn toàn bộ cái vùng màu tím bên trong này, thay vì muốn kích nhiều cái thì mình dùng một cái phương pháp, đó là mình sẽ khoanh cái vùng như này, cần chọn D, khoanh một cái vùng này. Ý là mình chỉ muốn lấy cái vùng màu tím bên trong này thôi ấy, mà không muốn lấy các cái màu tím khác ở bên ngoài. Thì chúng ta sẽ dùng một cái phương pháp, đó chúng ta dùng chức năng trừ. Mình trừ cái màu đỏ đi này. Mình trừ cái cửa này đi này. Thì lập tức mình đã chọn được toàn bộ cái đỏ này nữa. Là mình đã chọn toàn bộ các cái màu tím ở trong này. Mà thay mình cũng chọn bên ngoài. Chọn sang cái công cụ di chuyển này này. Máy của các bạn ở phần chữ Auto Select này này, nó đang không tự động mà nó đang tắt như thế này. Các bạn bật lên cho mình. Bật với tắt cái này có tác dụng như thế nào? Ví dụ mình đang đứng ở laser số 3 chẳng hạn, thì nó chỉ di chuyển mỗi cái laser số 3 thôi, còn các laser khác nó sẽ không di chuyển.
Ở đây mình ví dụ mình di chuyển nha. Mình đang đứng ở đây giờ số 3 đúng không ạ? Mình muốn di chuyển, ở đây mình tách thêm cái ghế này nữa. Thì tách thêm cái ghế này này. Chọn một kênh ID này và kích vào đây. Mình sẽ tách đứng ở dưới này giờ này, cần du gì. Đấy, giờ mình đã tách được cái ghế từ hay là mình tách cả cái ghế này nữa. Lên kênh này nhá. Cộng. Tất cả cái ghế này chung luôn. Đó. Nếu mình bấm Ctrl Z luôn ấy, thì bạn hiểu nó sẽ tách ở cái kênh laser dơ màu này này. Mình phải xuống cái kênh cuối cùng này mình tách Ctrl Z thì nó mới tách được cái ghế. Ở đây mình vừa tách được 3 đối tượng, này 1, này 2, này 3, này 4. Ở trong Photoshop mình nói với các bạn cứ 1, 2, 3, 4 như này. Nếu mà mình làm 30 laser thì mình chẳng biết 1, 2, 3, 4 này là cái gì cả. Và đôi khi có những cái nó rất là nhỏ như này, mình không thể nhìn thấy nó là cái gì được. Thay vì thế chúng ta đặt tên 1, 2, 3, 4. Cái này chính là sàn này. Có thể bạn đặt ngắn lắm thì bạn đặt S là được. Sau bạn hiểu là sàn là được. Bạn có thể tùy. Còn laser này là laser. Này này chính là cái ghế này. RH này. Còn bên dưới này nó là hai cái ghế. Hai cái ghế. Đó. Thì nếu chúng ta để chức năng di chuyển này, mình tắt cái mắt này đi. Nếu mình để ở chức năng di chuyển là bắt tắt chức năng auto ấy, thì chúng ta đứng ở trên laser nào thì chúng ta sẽ làm ở việc này đó. Giờ ví dụ mình muốn di chuyển cái ghế này không được vì mình đang nằm trên laser sàn, mình di chuyển cái ghế nên cái sàn nó sẽ chạy mà cái ghế nó không chạy. Cần cho Z mình di chuyển cái ghế này, nhưng mình muốn di chuyển hai cái ghế này nhưng mình lại đứng ở trên cái ghế này, mình cầm hai cái ghế này di chuyển không được mà nó chỉ chạy cái laser này. Có nghĩa là đứng trên laser nào thì nó sẽ chạy laser đó, cần cho Z. Đây mình bật chức năng auto select, có nghĩa là tự động chọn. Mình kích vào đây, nghĩa là mình đang kích hai cái ghế. Kích vào đây, nghĩa là mình đang kích cái ghế này và kích vào cái sàn này thì tự động nó chạy vào cái sàn. Bây giờ mình sẽ đổi màu sắc cho cái sàn này. Ví dụ mình muốn nó sáng lên một chút xíu nữa và nó thiên bê tông hơi vàng vàng xanh xanh ở đây này, thì mình sẽ làm sao? Chúng ta sẽ bấm phím Ctrl B để thay đổi màu. Hoặc là chúng ta vào Image Adjustment thì có chức năng Ctrl B đây là Color Balance. Đó. Thì nó ở lên một cái bảng. Nếu chúng ta muốn chỉnh cái đối tượng này, nó đầu tiên là sáng lên đúng không ạ? Sáng lên thì phải dùng công cụ khác. Đây chúng ta mới chỉ có chỉnh màu thôi. Ở đây nó sẽ chỉnh theo tông. Có tông xanh, tông đỏ, tông tím, tông xanh lá, tông vàng và tông xanh lam. Đó. Theo từng tông đấy nhá. Nó phân biệt ra màu đây này. Mình muốn nó đỏ một chút xíu và nó vàng lên một chút xíu. Cancel nhá. Các bạn biết vì sao không được không? Mình đang đứng ở trên laser ghế, nó chỉnh cái ghế này thôi. Chúng ta muốn chỉnh được cái sàn này phải xuống đúng vào laser sàn. Kích vào chức năng auto select, kích vào đây thì nó mới sàn. Không thì cứ kích vào sàn mãi nó chẳng thấy chọn sàn đâu. Không chọn đâu. Rồi mình chọn sang laser sàn nhá. Rồi Ctrl B lại. Đây, hơi đỏ một xíu. Mà hơi vàng một xíu. Ok. Mà mình muốn chỉnh sáng thì có chức năng Adjustment thì có nhiều kiểu chỉnh sáng. Big Contrast hôm trước chúng ta học rồi. Ở trong Binding Mask cũng chỉnh sáng. Never cũng chỉnh sáng. Và Curve cũng chỉnh sáng. Và Exposure cũng chỉnh sáng. Nên là mình thường hay dùng chức năng bên trên. Bạn quen cái nào thì chỉnh cái đấy. Mình kéo. Ở đây trong Photoshop sẽ chỉnh được cục bộ. Và trong Binding Mask sẽ chỉnh tổng thể bài. Ở đây được. Ở đây cũng cục bộ nhưng mang tính tổng thể của một đối tượng nha. Mình muốn sáng lên một xíu này. Ở đây nó có sáng nó theo hai kiểu, sáng ở vùng sáng và sáng ở vùng tối. Thường thường mình muốn này mình sẽ cho nó giảm tương phản đi thì nó sáng đều cả bài. Ở đây về nói về chỉnh màu sắc thì cũng có rất nhiều kiểu chỉnh. Đó. Chúng ta dùng chức năng là Hue Station cũng chỉnh được màu sắc. Ví dụ mình muốn đỏ, muốn đậm lên, đậm bài lên thì tăng đây là đậm bài. Và muốn nhạt màu về đen trắng thì chuyển ngược về đây. Thì nó sẽ nhạt màu. Hoặc là chúng ta kéo cái đối tượng này theo tông xanh, tông đỏ, tông vàng này kéo vào đây. Nó thiên về đỏ, thiên về xanh, thiên về vàng. Thì đây nó kéo về liên quan đến tông bài.
Ở dưới này cũng cho rằng ta kéo sáng tối, nhưng mà bạn đừng kéo ở chức năng này, kéo chức năng này nó tệ lắm, nó sẽ bợt hết màu đi. Và mình ít khi mình kéo ở chức năng này. Đồng ý sai thì ok, mà không sai thì bấm cancel thôi. Chỉnh với tông màu là như thế. Còn tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chỉnh sáng tối, chỉnh level này, chức năng level này thì nó có cường độ sáng của vùng tối và cường độ sáng của vùng sáng. Và giữa này sẽ chỉnh thiên về tối sáng. Các bạn kéo bên này thì nó ưu tiên cho vùng tối. Kéo ở bên này thì ưu tiên cho vùng sáng. Bạn lệch cái này thì nó sẽ lệch về bên tối hoặc lệch về bên sáng. Chúng ta có thể dùng bảng cớp, Image, Adjustment và chức năng cớp, hoặc là bấm phím Ctrl M cũng được. Thì bảng cớp này nó là biểu đồ. Chỉ có cầm nó kéo, để chúng ta muốn tối nó xuống là vùng tối, tối vùng tối, sáng lên, sáng vùng sáng. Cầm đây kéo, kéo kiểu gì cũng được, kéo đi đâu cũng được. Nó sẽ rất là linh động. Và miễn là sao chúng ta chỉnh đến khi nào nó đẹp thì thôi, đẹp hay không lại phụ thuộc vào tay của các bạn. Sai thì chúng ta bấm cancel. Đúng thì chúng ta đồng ý. Đẹp xấu thì do tay của các bạn, quan trọng là các bạn chỉnh thôi. Thích cái gì thì chỉnh cái đấy. Đấy, về nói về cần chuẩn B nhé. À, thêm một cái nữa mình mới chỉnh cả cánh này cho nó kem kem một tí nữa. Đây, cho nó cùng với tâm của cái bài này. Đây, chỉnh cái cánh này. Cái cánh này chúng ta sẽ lại vào cái ID đi. Ở đây thì cánh này chỉ còn phương pháp là chọn nhiều thôi, hoặc bạn chọn cái này cũng được. Chọn nguyên vào cái cụm này cũng được, nhưng thường trong phương pháp này mình sẽ chọn nhiều, chọn hết. Cánh này thì có nhiều cách chọn. À, đây mình chọn thêm một công cụ mới nhé. Đây công cụ này. À, chức năng là Polygon Mesotool. Nó là cái đường cứng, kích chuột. Bạn cứ kích tương đối đi, xong rồi tí bạn dùng chức năng trừ, bạn trừ đi cũng được. Mình cố ý mình làm ấy. Cái cách của nó là nó chọn như thế này thôi. Những đường này nó cứng. Sai và bấm phím back, xóa tiến. Mình cố ý quét ra ngoài. Kích đúp này để kết thúc. Sau đó mình dùng chức năng trừ. Ở đây chúng ta sẽ bấm trừ. Trừ vùng xanh này đi. Trừ vùng xanh này đi. Vùng xanh này trừ đi. Ngay cả vùng xanh này cũng trừ đi luôn. Vùng tím này trừ đi, zoom lớn thì một chút xíu, vùng cam này trừ đi. Đó, vùng xanh này trừ đi nữa. Cộng thêm vùng tím này, cộng. Trừ vùng xanh này đi, trừ. Ok, xong rồi ạ. Chúng ta đi trừ luôn cả mấy cái liên quan đến nó nướng này đi. Có nhiều cách, có thể mình dùng chức năng polygon để mình để chức năng trừ cũng được. Bạn thấy cách nào nó nhanh hơn thì bạn làm. Mình cứ đoán làm đại nhé, nhanh nhanh tay một chút. Cách làm thôi. Xong rồi, cái phần cánh mình chọn xong rồi. Mình kiểm tra lại một nữa xem ok chưa. Là cái phần này đang thiếu này. Zoom lớn lên và có thể bật hình ID này đi, trừ cộng với thằng này thêm lần nữa. Đang trừ nhầm rồi, chuyển sang cộng. Trừ cái này đi nữa là xong. Rồi, sau đó mình sẽ cần chôn Z ở cái này, dơ này đi. Đó. Các bạn cần chôn Z ở đây là đều sai. Phải cần chôn Z ở đây. Nó đã tên đây là cánh. Mình tắt cái laser này đi, mình cần chuẩn B. Mình cho nó ấm ấm lên chút xíu.
Ok. Các bạn để ý kỹ nhá, mình chỉnh rồi mà cho mình cầm cái này xuống dưới thì chẳng có tác dụng gì cả. Tại vì cái này dơ này nó che hết ở những cái này, tất cả những đối tượng này nếu mình cầm xuống dưới này thì coi như là không có tác dụng gì cả. Tại vì cái này dơ này nó che hết rồi. Này dơ này nó chỉ không che có một cái vệt ở đây này. Hôm trước mình là mắc cái nó. Giờ mình đổ một cái màu gì đó ở bên dưới. Cái thứ gì đây này. Mình đổ một cái màu đỏ, màu xanh, màu vàng nó nổ ra một cái màu đó thôi. Đây giờ đổ màu vàng vào đây. Bàn phím. Ôn bách đổ màu bên trên. Đấy, mà chỉ nổ một cái màu vàng này thôi. Tại vì cái tờ giấy nó bị thủng. Trước mình làm quên để nó này nó bị thủng. Chỗ này nó cũng thủng nhưng mà nó làm sao nó bạn vì sao nó không được không? Cái chỗ này nó là có cái hậu cảnh trước mình làm rồi nên là nó sẽ nộ ra để cái ID nó có một màu đen này. Nó khác. Nên chúng ta muốn để nó thủng ra thì chọn vào đây và delete. Rồi đấy nói thì các bạn hiểu như thế. Rồi cái nền này nó chẳng may nó bị hở mà mình không mong muốn. Mình muốn chữa bằng cách nào thì chúng ta lại dùng cái chức năng khoanh vùng. Mình sửa trên laser nào nhé, sửa trên laser này này. Mình khoanh vùng. Bách mình cần muốn nó rộng hơn một tí nữa. À, mình khép kín rồi. Sau đó mình di chuyển. Thì chúng ta có giữ đi phím on để copy đối tượng. Giữ đi phím on để copy đối tượng. Đó, giữ đi phím on. Khéo léo thì chúng ta sẽ giữ đi phím on thì nó sẽ nấp cái này đi một tí kệ nó. Ở đây chúng ta còn hai cái góc ở đây nữa mà không được xử lý. Có thể copy thêm một vùng nữa. Ở đây mình đang zoom quá lớn thôi. Bức ảnh này chất lượng hơi xấu. Mình cố ý thôi. Mình khoanh cái vùng này, mình copy sang bên cạnh. Cứ đi thì cứ ôn, kéo. Tương tự như thế thì cái vùng này, ở đối tượng này cần chữ D bỏ chọn. Mình cũng giữ đi phím ôn, mình copy. Giữ đi phím ôn, copy. Cần chữ D. Đấy, mình xử lý xong cái phần tường bị hở đó. Zoom như thế này mà không thấy thì khách hàng không thể biết được đâu. Chỗ này nó có nộ ra một tí nữa mình xử lý sau. Sẽ có nhiều cách xử lý lắm. Mà mình nói xử lý luôn nhá. Cái này nó bị nộ đúng không ạ? Bình thường thì khách hàng sẽ chẳng nhìn được đấy chỗ này đâu. Nhưng mà mình làm thì mình phát hiện ra được. Mình xử lý nộ bằng cách chúng ta có công cụ Magic Clone Tool này. À, chức năng Clone Stem Tool này. Đây, nó kích chuột ở đây một cái này. Và mình đưa vào đây này. Nhưng để ý kỹ cái vùng này mình đang rất là to. Mình sẽ chỉnh cái vùng này cho nó nhỏ. Kích chuột này, này. Một cái vùng mình bây giờ lấy được bằng này. Mình sẽ để nhẹ nhẹ này. Đây là cái vết nhiều khi chúng ta cũng bị gặp. Chúng ta sẽ xử lý khéo tay thì nó hết. Đó. Vậy là chúng ta không bình thường mắt thường lưu cái file này ấy, thì nó có hai kiểu. Chúng ta lưu mà chúng ta không giữ lại cái file gốc này. Cái file gốc này bao gồm các cái layer này. Mà chúng ta lưu lại để giữ lại cái file gốc này. Thì cái file gốc này lưu lại ấy, thì nó có tên là